Tỉnh Bắc Giang đang bước vào những ngày đầu của vụ thu hoạch vải thiều năm 2021. Chất lượng vải thiều ở tỉnh Bắc Giang tốt nhất từ trước đến nay, an toàn thực phẩm, không COVID-19. Đến nay, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã chủ động sẵn sàng các phương án, kịch bản tiêu thụ vải thiều và tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất hỗ trợ người trồng vải, doanh nghiệp, thương nhân trong và ngoài nước trong công tác thu hoạch, chế biến và tiêu thụ vải thiều. Để mùa vụ vải này được tiêu thụ thuận lợi, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương đã phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Giang năm 2021 với sự kết nối 22 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước và 8 điểm cầu tại các nước Nhật Bản, Úc, Singapore, Trung Quốc. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục hỗ trợ tỉnh Bắc Giang kết nối với các doanh nghiệp có kinh nghiệm xuất khẩu nông sản, hỗ trợ tiêu thụ vải thiều trên các sàn thương mại điện tử, chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phối hợp với tỉnh Bắc Giang tiêu thụ vải thiều, chỉ đạo các cục vụ thương vụ của Việt Nam tại Quảng Tây và Vân Nam, tại Nhật Bản, Úc, Singapore và các nước trên thế giới, hỗ trợ tỉnh Bắc Giang kết nối tiêu thụ vải thiều. Tại hội nghị cũng đã diễn ra lễ công bố và trao văn bằng chỉ dẫn địa lý vải thiều Lục Ngạn tại Nhật Bản, lễ khai trương gian hàng vải thiều trên sàn Alibaba.com và các sàn thương mại điện tử, và lễ xuất hành đoàn xe vải thiều tiêu thụ tại thị trường trong nước và quốc tế. Những sự kiện quan trọng này góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho vải thiều của tỉnh Bắc Giang được thông quan thuận lợi, đưa vải thiều tiêu thụ trên các trang thương mại điện tử và tiêu thụ tại các hệ thống siêu thị lớn, chợ đầu mối lớn trong cả nước. Hiện quả vải thiều của tỉnh Bắc Giang đang được bảo hộ nhãn hiệu tại 8 quốc gia là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Singapore, Lào, Campuchia.